Ôi trời trời, hôm nay tròn 15 năm, tròn 15 năm ngày em bắt đầu tập tọa bán hàng online từ ngày bán ở Facebook mùng 7 tháng 7 2009, ngày xưa là Facebook. Hôm nay tròn 15 năm nữa. Hôm nay về cho các bác một lô vật tú Center nhé. Đây là một dòng mã màu dòng mã này là được bán chạy nhất bạn. Những con điện thoại này ngày ngày được xuất xưởng ra nó toàn 280 đến 300 mấy 300 mấy chục triệu rồi. Đấy, 300 mấy chục triệu. À liệt nha. Hôm nay em Tuấn sẽ lên một con giá mềm cho các bác để kỷ niệm cái ngày em sẽ làm một ngày này em làm được bao nhiêu clip em sẽ tặng giảm giá cho bác nhằm cái ngày kỷ niệm tròn 15 năm ngày mùng 10 tháng 7 2009. Thì trước hết sẽ lên cho bác một con em này đi, một em Nokia 8800. Con này là màu cà phê báo luôn để tặng nhân ngày kỷ niệm luôn, để cho bác con này giá luôn nhé. Em sẽ đảo cái camera lại em quay mặt sau để cho nó nét cho các bác luôn nhé. Nó nét luôn để cho bác nhìn chi tiết con này luôn. Con này tình tình là bao hoạt động tốt cho bác hết, là bao sống khỏe tốt cho bác luôn. Ok chưa? Con 8800 này 8800 để cho bác đúng mức giá 8 triệu 800 nghìn luôn. Với con này 8 triệu 800 nghìn. Em Tuấn bao tất cả tình trạng hoạt động tốt hết cho bác, bao sóng bao tất cả. Ok chưa? 8800 màu cà phê. Còn ngoài ra thì những cái sản phẩm như là Vertu này. Đây còn bác nào muốn Vertu 5G này, Vertu cảm ứng này. Những con Vertu ví dụ những con này này. Ngày sản xuất ra nó gần 500 triệu này. Con này thì mấy trăm triệu đấy. Con này 5G đời mới đây. Con này bên em bên em đang 52 triệu. Bản da cá sấu nha, da cá sấu. Đây là hai con bản da cá sấu hết. Đấy. Thì thôi những cái bản da cá sấu bản đắt tiền này thì thôi bác nào có nhu cầu liên hệ Zalo 0911 169 901 cho em. Còn sau đây em sẽ giới thiệu cho bác chi tiết về cái con Nokia em để cho bác đúng cái ngày tròn 15 năm ngày em Tuấn bắt đầu tập tọa và bán hàng. Tại sao thế? Bởi hôm nay Facebook nó báo lên thì em mới biết cái ngày hôm nay đấy. Thì em cũng không nhớ lắm, em chỉ nhớ khoảng khoảng tháng thôi, không nhớ ngày. Nhưng hôm nay Facebook nó sẽ báo cái ngày đăng bài của em. Ngày đầu tiên em tập tọa bán hàng online được 15 năm rồi. Tròn 15 năm. Ok chưa? Thì sau đây em sẽ quay cái camera sau để cho bác xem là camera trước nó có chi tiết nó kỹ không. Nếu nó kỹ được thì em sẽ nó kỹ được nhưng nó sẽ không có rõ số seri cho bác. Thì em xin phép là em sẽ dừng em đảo camera về sau.